Chào mọi người, mình là Huỳnh Đình Đạt, hiện là học viên lớp F21 tại Techmaster. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về đồ án web tĩnh với chủ thể web nhà của mình. Mình chọn Zing MP3 làm web mẫu và những dữ liệu API của Zing thì được mình thu thập nhiều nguồn trên Facebook. Mình cũng để link source code cho mọi người có thể tham khảo. Để về phần giao diện thì mình có một background nền là một ảnh full size về một thành viên của nhóm nhạc Blackpink. Trên header thì mình có thanh sớp, icon, chủ đề, cài đặt cá nhân. Khi hover vào thì miêu tả sẽ được hiện ra. Bên phải là tab danh sách phát, bên trái là tab menu, có logo và các tab để chuyển trang. Và ở giữa sẽ là nội dung chính. Đầu tiên thì mình có một cái slide banner 3 item trên một hàng. Những slide trên web của mình thì đều là sử dụng thư viện Sorix.js để làm. Những banner này thì sẽ là một list nhạc. Với mục phần đây thì mình set 7 item một hàng, gồm ảnh và tiêu đề. Khi hover vào thì sẽ có nút play, yêu thích và xem thêm. Bên dưới là những content có câu slogan, các list nhạc, tên list và tên những nghệ sĩ hoặc là miêu tả. Phần nhạc mới mỗi ngày ở đây là phần nhạc mới mỗi ngày sẽ là những ca khúc nổi bật trong tháng. Phần top chart này thì sẽ là một biểu đồ thời gian thực phản ánh số người nghe từng giờ cũng như là biến động và xếp hạng. Ở đây thì mình sẽ có 3 ca khúc nổi bật nhất, có rank number, mình sẽ có màu khác nhau. Bên phải này là một biểu đồ đường kẻ. Biểu đồ này thì mình sử dụng thư viện Chart.js để làm. Bên trên là tên ca khúc và màu tương ứng ở trong biểu đồ. Khi hover vào thì mình sẽ thấy số lượt nghe của từng ca khúc theo từng khung giờ. Nút xem thêm này thì sẽ dẫn tới tab top chart. Còn về phần trăm này thì mình sẽ lấy số lượt nghe lớn nhất trong một khung giờ của ca khúc cộng lại và tính ra phần trăm. Ở đây thì mọi người để ý, hiện tại là 22 giờ thì ở đây cũng sẽ là 22 giờ. Bên dưới là bảng xếp hạng tuần của Việt Nam, Âu Mỹ và Hàn. Tiếp đến là một cái slide của những nghệ sĩ nổi bật. Khi hover vào thì màu sẽ tối đi. Phần top 100 này là những list ca khúc được nghe nhiều nhất, chia thành từng thể loại. Khi kích vào tất cả thì sẽ sang tab top 100. Phần mới phát hành thì cũng sẽ là một cái slide. Đó là top một ca khúc mới phát hành được nghe nhiều nhất. Click và xem tất cả thì cũng sẽ sang tab nhạc mới. Tới phần nghệ sĩ thì sẽ có ảnh của nghệ sĩ, có tên, các banner, ca khúc của nghệ sĩ đó. Kết thúc phần trang chủ để mình sang tab top chart. Ở đây thì sẽ có tên tab, tiêu đề. Biểu đồ thì sẽ được cho full một hàng. Dưới là bảng xếp hạng từ 1 đến 10. Top 1 hay 3 rank number thì sẽ có màu nổi bật hơn. Bên cạnh là icon biểu thị cho sự chuyển biến. Icon gạch ngang nghĩa là không có sự chuyển biến. Mũi tên lên màu xanh. Và số sẽ là biểu thị cho sự tăng tiến trên bảng xếp hạng. Còn mũi tên xuống màu đỏ thì sẽ là bị đẩy xuống. Click vào nút xem top 100 thì sẽ render đầy đủ top 100 bài hát.
dưới cùng là bảng xếp hạng tuần chia theo 3 thị trường Việt Nam, Âu Mỹ và Hàn Quốc. Sang phần nhạc mới, phần này cũng là một bảng xếp hạng ca khúc mới được phát hành, do là API trả về ít dữ liệu nên là trông khá sơ sài. Tạm một top 100, phần này thì sẽ sắp xếp theo 5 mục nổi bật: nhạc Việt Nam, nhạc châu Á, châu Mỹ và nhạc hòa tấu. Trong mỗi mục thì sẽ có list top 100 của từng thể loại. Đến tab MV, đầu tiên sẽ là thanh menu. Bên dưới sẽ là VTN để lọc thể loại. Khi click vào thì sẽ sổ ra các thẻ thể loại. Thì khi mình click vào thì sẽ render ra. Cuối cùng là tab cá nhân, thì phần này mình sẽ làm tới. Thì ở đây thì mình sẽ để ảnh người dùng, tên người dùng. Ở đây sẽ là những bài hát được yêu thích và list được yêu thích ở đây. Để mấy phần responsive, phần này thì mình sẽ cắt bớt item đi. Tab danh sách phát thì sẽ được thu vào và ẩn lưu. Đến đây thì tab menu sẽ được thu vào bên trái. Kích vào đây thì sẽ hiện ra. Tới phần mobile thì mình sẽ chuyển tab menu xuống dưới và bên trên này. Các block list thì mình có thể kéo để xem. Đến với phần chức năng thì mình sẽ chọn một list. Khi click vào thì icon thì sẽ được thay đổi và bài hát đầu tiên sẽ được play. Ở đây thì bên tab danh sách phát thì sẽ render ra các ca khúc của list đó. Các ca khúc phát hiện tại thì sẽ có cái active màu xanh. Bên dưới sẽ là thanh button. Ở đây thì sẽ có thông tin ca khúc hiện tại, nút bật phát ngẫu nhiên, next bài, quay lại, dừng và chạy, bật phát lại. Ở đây thì sẽ có thời gian hiện tại, thanh điều khiển thời gian và tổng thời gian của ca khúc. Con đừng có mỗi cái môi phủ để lên đêm bên người anh thương anh nhớ anh mơ. Cô nhạc bên cạnh ai không phiêu, cô anh bên cạnh yêu không phai, tình yêu đằng ngang của anh luôn ở nơi. Mình có thể tua theo kích lắm. Bên phải này sẽ là lời bài hát, nút xem lời bài hát, button để on off volume. Có thể điều chỉnh volume lên.
thì khi next bài thì bài nhạc kế tiếp thì sẽ được loại tiếp. Yêu cũng phải từng yêu nặng nề. Quay lại bài. Phố đã lên đèn, con đường có môi. Khi ở chế độ bật phát ngẫu nhiên là next bài thì mình sẽ next đến bài bài ngẫu nhiên. Và sẽ sờ cung đến bài đó. Và khi kết thúc bài hát thì mình sẽ tự next bài. Khi item được active thì sẽ có màu xanh ở đây. Khi ở chế độ bật phát lại thì khi kết thúc bài hát thì bài hát sẽ quay lại. Ở đây thì mình sẽ đến với trình chơi nhạc tiếp theo thì sẽ bằng cách click vào hover vào đây và click vào thì sẽ đến với trình chơi nhạc tiếp theo. Ở đây thì sẽ có cái background, một ảnh full size, sẽ có logo lấy từ playlist top 100, các menu tab lấy sách phát, karaoke và lời bài hát. Ở đây thì sẽ có icon click thì để full size màn hình, click lại thì sẽ trở lại như cũ. Đây thì mình có thể set được tắt hình nền, cỡ chữ lời nhạc. Cỡ chữ thì mình sẽ xem bên tab bên này. Ở đây thì xin lời bài hát và chạy thời gian thật. Ở đây thì mình có tích hợp những nút tắt như nút cách để bật tắt bài hát. Đây khi mà mình không làm gì, không đụng đến chuột thì sau vài giây thì mình sẽ cho ẩn những thứ xung quanh đi thì sẽ để lại một bài hiện tại thôi. Khi mình di chuyển lại chuột thì mình sẽ hiện lên trong trường hợp mà bài hát hiện tại không ở giữa thì mình sẽ sờ côn đến. Ở đây thì mình có thể ấn nút gửi tên bên phải để next bài. Phím V sẽ là bật phát ngẫu nhiên và next bài thì sẽ sờ côn đến vị trí bài đang được active. Phím L thì sẽ là nút tắt của bật phát lại. Và mình kích vào đây thì sẽ đóng trình phát nhạc này. Phần trình bày của mình xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.